Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với kênh của em Trì. Thì hôm nay để tiếp nối với lại series xem các giáo án bên phía server chung. Thì hôm nay chúng ta hãy đến với một người chơi và đó là Snowy. Thì chắc là cái tên này anh em cũng đã nghe rồi đúng không? Thì đây là một trong những thành viên trong team Alpha Gaming. Tức là team Alpha Gaming thì gồm có 60 Second, Huanmi và Snowy là ba người mà mình đánh giá là có số điểm cao nhất. Còn những người khác ở trong Alpha Gaming thì mình không chắc lắm, nhưng mà đại kiểu là ba người này là ba người mà mùa nào cũng gọi là lên được top, nói chung là trong top 10 của server chung. Thì hôm nay chúng ta hãy cùng xem thử là Snowy tại sao mà thanh niên này lại gọi là ở trong Alpha Gaming. Chắc chắn là để vào team này thì chắc chắn là kỹ năng phải rất là cao. Và nói chung là mình đã từng xem Snowy đánh giải khá là nhiều rồi, đặc biệt là cái mùa mà Revenge thần sứ ấy. Thì thanh niên này có một cái phong cách đánh nói chung là khá là hay, tức là đánh những bộ cờ Hyperion 3 tiền hoặc là nói chung là đánh khá là kỹ. Nhưng nói chung là cái tài lớn thì cái tôi cũng lớn. Snowy có một cái tính cách hơi chỉ trâu một tí. Cái này là theo mình nhìn nhận qua những buổi livestream của những người khác nhá. Tức là Snowy luôn là cái người mà kiểu như là giống như là người ta mà ra con gì 2 sao hay là gì đó sớm sớm ấy, hoặc là ra con gì ngon ấy, là cứ qua nhà người ta ngồi binh thôi, cứ ngồi binh thôi, cứ binh họ chấm thôi. Xong rồi kiểu như là bị phá chuỗi thua hay là bị mất chuỗi là bắt đầu chửi. Đấy, là bắt đầu chat chửi. Thì nói chung là tính cách thì hơi chị châu một tí. Nhưng mà về đánh kỹ năng thì khá là đỉnh, nói chung là Snowy khá đỉnh. Thì hiện tại đang là 1.100. Nói chung là trong top 20 server chung anh em. Hiện tại top 1 đang là 1.400 rồi, hơn 1.400 đấy, gần 1.500 tới nơi rồi. Thì chúng ta hãy xem thử là Snowy trong game đấu này sẽ cho chúng ta giáo án gì nào. Coi như là chúng ta hãy bỏ qua cái tính cách của Snowy đi. Chúng ta hãy đi tập trung vào game đấu. Bùm. Và ba lõi chắc chắn là lõi 1. Cái lõi này quá lỗi, cái lõi lời thề hộ vệ này. Không phải là lõi lời thề hộ vệ mà là lõi sức mạnh đoàn kết và cho cái lời thề hộ vệ này. Cái lõi này thật sự là lỗi luôn. Ra này thì không biết là Snowy có muốn up cấp lên kịp cho mình là con Silas hay không. Nếu mà muốn up cấp lên thì phải bán con Kai'Sa. Vì phải bán Kai'Sa mới kịp được Silas. Vẫn kịp. Vẫn kịp anh em ơi, tại vì ngon. Tại vì cơ bản là con Silas là lên cấp ngon anh em. Quyết định là mua cho mình con Vla vào. Nếu mà lên được level 5 thì có thể là kịp Vladimir vào để kích hoạt ba pháp sư. Bên này thì bắt đầu có một người chơi đang đánh Eco với bộ cờ là Thượng Long rồi, khá nhiều nhà đánh Eco nha. Có một nhà khá mạnh đó là CXX. Thanh niên này cũng lấy cho mình là lõi lời thề hộ vệ luôn. Thì trong lobby này mình đánh giá là lobby điểm cực kỳ cao luôn á. Đầu tiên là cái ông top 5, cái ông mà có hai chữ du du ấy ui ông này Eco trắng cơ, vừa mới vào combat được một giây là ông này đã tụt xuống 92 máu rồi đấy. Thì cái người chơi này là đang là top 4, top 5 gì đó server, còn ông CXX là top 2 đấy. Nói chung là toàn là top server thôi anh em ơi, lobby này coi khá là đã mắt á. Mình nghĩ là cái lời thề hộ vệ này chắc là win được thôi. Đầu game mình nghĩ là có hai cái form mà mọi người đánh bắt. Một là form nếu mà mọi người muốn đánh lu nhá, tức là hướng đánh lu xong rồi dùng tiền để bắt lại ấy, thì có hai form khá là ngon. Một là form Thượng Long thì anh em có thể gọi là ra được tiền và ra được đồ sau mỗi round. Còn hai là anh em có thể bắt theo form Thủy Long, tại vì Thủy Long thì nói chung là nó cũng gọi là có được một cái lợi thế, đó là khi mà anh em tích được thủy thạch khá gọi là một cái chỉ số nào đó nhất định ấy, thì anh em sẽ được những cái phần quà tương xứng. Thì mình thấy cái đó cũng khá là ổn. Đây, thanh niên 92 máu, thanh niên này Eco trắng rồi anh em. Thanh niên top 7 đấy, Eco trắng thẳng luôn. Không có một cái con nào trên bàn cờ cả. Đấy, anh em có thể vừa mới nhìn thấy đấy. Phải nói là những người chơi đánh chuỗi thua ấy, họ rất muốn là một cái chuỗi thua dài. Và họ không muốn là bị mất chuỗi. Và Snowy đã gặp CXX rồi. Ghép luôn cho mình một cái quỷ thư cho Kai'Sa, mình nghĩ là nên ghép. Tại vì cái quỷ thư này đánh được. Nếu về cái bộ cờ này mình nghĩ là 60 cái gì? Snowy sẽ hướng cho mình tới Thủy Long luôn chăng? Tại vì đồ đẹp quá luôn rồi. Một cái gọi là lời thề hộ vệ cho tăng, tí nữa sẽ đổi qua cho Silas, xong rồi con Kai'Sa này cầm quỷ thư có luôn mảnh blue, bài đẹp. Nói chung là Thủy Long thì mình nghĩ là chỉ cần blue với lại quỷ thư là mid game là bắt đầu thấy khỏe khỏe rồi. Xong rồi kiểu thêm tí đồ tăng nữa là đẹp luôn. Ui, con Silas may mà nó xoay kịp phe đó tạo dép nhá, không biết có thắng được hay không. Thua anh em ơi. Nhà kia level 5 cũng khó cơ, nhà kia cũng bài một đống 2 sao xong rồi có đồ nữa cơ. Talia 2 khá ngon. Chắc là tầm này Eco thôi, mình nghĩ là Eco xong rồi rao sau kịp con Vladimir vào. Rao này mà thắng thì đẹp. Rao này thắng xong rồi bán con các mè đi xong rồi tích cho mình là 10 tiền là ổn luôn.
Nhưng mà nếu gặp cái nhà Aphelios này hơi mặn nhá. Ui nhà này cũng mặn cơ. Nếu vậy có muốn up 5 không? Nếu là mình thì mình sẽ kiểu như là eco á, eco nốt rao á, và mong là rao này sẽ thắng để tích được 10 tiền. Còn nếu mà không thắng thì chắc là sẽ là nhé up cấp lên một phát. Đấy. Thì gặp bên kia là một người chơi đang eco. Đây thanh niên này eco trắng, nhưng mà rao này thì hiện tại thì đang là để hai con huyễn long rồi. Thì cái việc mà để hai con huyễn long này mình nghĩ là do huyễn long này là huyễn long hải tặc à. Game này là game huyễn long hải tặc à anh em, hay sao mà ông này kịp hai huyễn long và mình người đó hắc tiền đấy. Chứ nếu mà có một nhà đó cũng eco trắng nữa thì chết dở đấy. Mất chuỗi chết dở đấy anh em. Nếu vậy thì là để rao sau lên cấp kịp con pháp sư thôi anh em ơi. Rao đi chợ thì mình nghĩ là nếu mà đồ ngon nhất, nếu mà đồ ngon nhất mà thật ra là cái nước mắt này trên người con manfa rồi, thành ra là không gỡ được làm cái blue cho con cái xe. Chứ nếu mà đánh thủy long á mà anh em có cái blue ấy, nếu mà anh em có cái blue sớm ấy thì nó khá là ngon, kiểu như là tích stat nó khá là ổn ấy. Mình nghĩ là blue sojin thì chắc là blue sẽ là ngon hơn một tí, nhưng mà nếu có sojin cũng được. Hoặc là đánh thủy long á, anh em nên lựa chọn những cái lõi nào mà liên quan tới cái việc gọi là hồi mana nhanh ấy, ví dụ như là trí tuệ siêu công nghệ này, hay là gì nhờ, năng lượng xanh này, hay là nguyên tố luân đại, kiểu là những cái lõi mà liên quan tới năng lượng thì nó sẽ dễ dàng tích số hơn so với lại những cái bài mà không có lõi đó. Nhạc cho mình là một cái nước mắt, mình nghĩ là sẽ là một cái blue thôi. Nếu vậy thì có một ui Kai'Sa luôn á, kinh vậy, chịu ơi, thế chịu anh em. Có muốn đổi đồ con manfa qua không? Có một con manfa ở dưới cửa hàng này, nhưng mà chắc chắn là con manfa 2 thì bây giờ đang mạnh hơn. Nhưng mà nếu mà muốn gọi là tích được cái thủy thạch này nhiều hơn một tí thì mình nghĩ là có thể thay đồ command file này qua cho cái xe cầm blue, xong rồi cái lời thề hộ vệ này có thể chuyển qua trong Silas cầm cũng được. Nhưng mà tạm thời là không. Snowy tin chắc là rao này có thể thắng và anh chàng này có thể mua được command file này vào, và khi nào mà ra được command file 2 thì anh chàng này sẽ thay sau để gọi là giữ luôn cái sức mạnh của đội hình đó. Chứ nếu mà bỏ command file 2 này ra thì nó cũng hơi thiếu tăng thiệt. Nói chung là 50-50 thôi anh em. Cái này được cái này mất cái kia anh em ơi. Hai đồng được rớt ra từ mốc 35 của thủy thạch. Chắc là thắng thôi, tầm này bài kinh lắm rồi á. Thì có bài tầm này mình đánh giá là hơi bị kinh luôn á. Ba con thủy long đều là hai sao kẻ rồi. Con Kai'Sa thì cầm đồ co là quỷ thư rồi. Kai'Sa đồ co là quỷ thư nhá anh em nhá. Đồ thứ hai là thể là blue. Xong rồi con manfa 2 sao cầm nguyên cái lời thề hộ vệ nữa, ai mà đỡ được. Tầm này mọi người lấy chắc là win thôi. Chắc là sẽ là một cái win series 3 anh em ạ. Thanh niên top 2 thì lúc đầu thì gặp rồi, thanh niên CXX này thì lúc đầu gặp rồi. Còn thanh niên top 1 thì không biết là đang đánh bằng bộ cờ gì, không biết là có đang khỏe hay không. Thanh niên 100 máu ấy. Thì chúng ta hãy cùng chờ xem Snowy. Đấy, 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 mấy ông này bắt đầu binh binh rồi đấy. Bắt đầu tới giờ nữa rồi đấy. À, cái ông top 1 này đang binh tới là kiểu như là ừ tôi sẽ hủy diệt ông kiểu vậy. Nhưng mà Snowy thì có vẻ như là đang đi đâu đó rồi. Snowy có vẻ như là đang ăn uống hay là đang mua một cái gì đó. Đang đặt hàng Shopee xong rồi đi xuống nhận hàng à. Cho nên là thanh niên này con linh thú chỉ đứng im tại chỗ thôi và không chết bài gì cả. Nhưng mà thật may là anh chàng này gặp cho mình là một người chơi không quá mạnh. Anh chàng này thì lấy sách chọn ấn nhưng mà chưa chọn anh em. Cho nên tầm này giống như là kiểu đang chấp lõi với lại đồ thì chưa có. Được. Win Street 3 20 tiền. Cái ông này đang chơi mày đi đâu vậy? Cái ông Snowy này. Ờ vô nhặt rồi nè anh em ơi. Mốc 50 là một cái đập đồ nhá anh em nhá. Mình có update những cái gọi là tỷ lệ ấy. Những cái tỷ lệ rớt ra Thượng Long ngoài này kia. Rồi Thủy Long nữa. Mình đã update trên kênh rồi. Anh em nào mà kiểu mà chưa biết mấy cái mốc của Thượng Long này thì anh em Thủy Long này nè, thì anh em có thể xem lại nhá. Nếu là mình ra này thì mình đổi đấy. Mình đổi man file luôn xong rồi mình tích 30 tiền đấy. Tại vì lỡ ra này mà không ra 3 đồng ấy, thì sẽ không tích được 30 tiền anh em. Không biết là thanh niên 62 máu này khi mà eco trắng đầu game khá sâu thì với 62 máu thì không biết là đây có phải là một pha mất chuỗi hay không. Tại vì nếu mà eco trắng mà tới ra 2.7 mà là chuỗi thắng mà là chuỗi thua 5 ấy thì mình nghĩ là cái lượng máu nó đâu đó rơi vào tầm khoảng 56, tầm khoảng đó. Còn 62 thì không biết là đếp được ngon hay là bị mất chuỗi nữa. Hai cái đập đồ, một cái đai lưng cùng với lại một cái kháng phép à. Mình nghĩ là rao này nếu mà muốn gọi là như nào nhờ, nếu mà muốn tối ưu đồ luôn để đánh cái chuỗi thắng ấy, tại vì bài thì đang là thắng 3 rồi, cho nên là liệu đó có phải là một pha đập đồ hay không? Không, thanh niên này vừa mới ghép cho mình là một cái cốc. Ồ, nếu vậy là không ưu tiên cái bùa xanh này quá nhiều à, tại vì nếu mà muốn ghép bùa xanh thì phải gỡ con kia ra.
thì đang muốn win. Đang gọi là muốn win. Nhà top 1 bài Bạo Long này kinh đó. Kinh nó chứ đùa đâu. Toàn Bạo Long thôi, xong rồi Hiên Tế JK nữa. Nhà top 1 kinh đó. Gặp không biết là có ăn được hay không. Level 5 40 tiền gặp luôn anh em ơi. Nhà bên kia là level sau 40 tiền. Ui, bài vừa mạnh mà lại còn vừa giàu nữa. 1, 2, 3, ui 5 cái JK. Sao mà đỡ được. Mà người ta không ăn được đâu. Tầm này bài bên kia ông kia kinh quá. Đồ anh em cứ tưởng tượng nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 đồ rưỡi. Còn bên này bao nhiêu? Bên này 3 đồ rưỡi. Tức là thu bên kia tới tận 3 đồ. Không ăn được anh em ạ. Khó. Cái bọn Bạo Long này bị nớp vậy thôi. Chứ thật ra mình thấy nó deep vẫn ngon ấy. Về lết thì có thể như là nếu mà so sánh với một bộ nào đó nó đang gọi là quá meta đi thì có thể là không bằng. Nhưng mà ở đầu game thì mình nghĩ là một trong những bộ cờ deep ngon nhất là bộ Bạo Long. Tại vì cơ bản là cái cơ chế hắc đồ của nó lời quá. Nó hời. Nó thật sự là hời luôn. Ba lõi này thì mình cảm giác mình đang định nói luôn, mình đang định nói là cái lõi năng lượng xanh này nó cực kỳ ngon cho cái bộ Thủy Long này. Nó sẽ giúp gọi là anh em thích được thủy thạch sớm, với lại anh em sẽ gọi là đép được ấy. Nó khá là khỏe, vừa gọi là giảm được mana, vừa tăng được sát thương phép thuật. Đấy. Lời trong lời. Ui, thanh niên này lên level 7 rồi đó hả? Lên level 7 và lấy cho mình là vé trúng thưởng và đang roll rồi anh em ạ. Hai nhà lấy vé trúng thưởng nha anh em nhá. Ê, cái vé trúng thưởng này mình thấy ngon đấy. Mình có xem một số game của server chung á, mình thấy là người ta chọn vé trúng thưởng khá nhiều. Khi mà loại kim cương mà khi mà người ta đang đánh cái bài gọi là bắt lại ấy, thì người ta hay có dấu hiệu gọi là người ta hay có một cái ui, ông kia FF luôn à. Ê, cái ông kia sao âm 99 rồi anh em? Cái gì đấy? 3.2 ra loại kim cương. Xong rồi chắc là ra loại xấu anh em. FF luôn. Khó hiểu nhờ. Mấy cái ông này có thật sự là có cái gọi là cái tính kiên nhẫn không vậy? Sao vừa mới ra cái loại 2 mà FF luôn rồi? Anh em có thể thấy là server chung thì cái phong cách nó leo rank của họ cũng khác người, thật sự là khác người đấy. Khi mà họ có cảm giác là game này tôi không top cao được và như nào nhỉ? Không phải là không top cao đâu. Nếu mà cảm giác là bài mà lõi quá xấu, không thể nào mà đánh được với cái lobby này, thì FF ra chơi ván mới luôn, thay vì phải mất thêm gọi là 20 phút cuộc đời nữa để ngồi chật vật trong cái lobby này xong rồi lại top 8. Cũng là một ý hay. Nhưng mà phải FF đó hơi tính chỉ nhá. Tại vì thường thường không có ai FF như vậy cả. Tại vì đây là lobby điểm cao, cho nên là khi mà một game top 8 mình trừ rất là nhiều, thì nếu mà dậy mà được top 7 cũng ngon đúng không? Cũng đỡ bị mất mười mấy điểm đấy. Nhưng mà không, thật sự là quyết đoán FF luôn. Hoài thanh niên lõi 1 này kinh á. Thanh niên top 1 này lõi kinh á. Vừa Bạo Long rồi lại còn vừa trí tuệ siêu công nghệ nữa. Tức là cái bọn Bạo Long ấy thì mỗi con nó sẽ cầm được đồ đúng không? Thì nó sẽ khá phù hợp với bộ cờ siêu công nghệ. Đặc biệt là tầm này đang là lõi 2 nữa, thì mấy cái lõi đó nó đang gọi là đang hơi vượt trội ấy. Chắc là thắng thôi. Còn Manfa cầm hai cái lời thề hộ vệ để tối ưu cái lõi 1 nha anh em nhá. Nếu mà một cái lời thề hộ vệ nó búp lên thì sẽ tăng được 33%, nếu mà hai cái thì nó lại càng nhiều hơn nữa. Cái sự khác biệt so với lại không có lõi á, nó lại càng nhiều. Con dắt từ cửa hàng khá ngon nhưng mà Snowy không mua. Tại vì đôi Manfa cũng đang muốn giữ lại để lúc sau có thể đổi đồ. Tại vì thật ra á, đánh cái bộ Thủy Long này nhá, ở level 8 á, thì anh em không cần kịp con dắt này lắm. Tức là nếu anh em không có ấn Thủy Long, anh em chỉ đánh 7 Thủy Long thôi thì không cần dắt. Snowy đang hướng cho mình là một cái đai lưng trên người con Nila. Mình nghĩ là round này thì Snowy muốn nhặt con Nila thôi, chứ không phải là do là con Nila cầm đai lưng đâu. Tại vì Snowy có một cái đập đồ ở nhà, không, chính xác hơn là hai cái. Và điều này thì nếu mà muốn gọi là gỡ đồ con Nila này thì khá là dễ thôi, chỉ cần đập đồ thôi. Xem thử là con Nila này nó ra đồ gì. Lên luôn không? Lên 7 luôn không? Hợp lý này. Sau này mình nghĩ là nên lên 7 luôn. Kịp cho mình là Nila vào và đập đồ luôn. À không. Ok. Một pha em chè hơi gọi là bị chật nhịp một tí. Snowy ghép luôn cho mình một cái giáp máu tạm thời là khỏe. Nếu vậy thì mình nghĩ là lúc sau sẽ đập đồ chăng? Tại vì con Nila này chắc chắn là cầm giáp máu này không ngon rồi. Ý là so với lại đồ đam nhá. Còn ở thời điểm hiện tại này khi mà chưa có đồ nào hết, thì cái giáp máu này ok. Hoặc là lúc sau sẽ gỡ đồ, nhưng mà mình nghĩ chắc là đập đồ đấy. Tại vì tìm cái gỡ đồ ở đâu ra bây giờ. Gỡ đồ thì phải tới tận rao kho báu đồng thần thì mới có. Một người bài khỏe đấy, tầm này bài khá là kinh đó. Có quỷ thư gọi là gây sát thương như nào nhờ.
duy trì theo thời gian, xong rồi có lời thầy hộ vệ tăng, xong rồi có con Nila móc móc ở hàng dưới, khá là khó chịu đấy. Bài bên kia nhìn trông cũng hai cái lõi này là hai lõi combat đó chứ, bài bên kia chứ, nhưng mà sao nó quy lõi kinh quá, lõi này không đỡ được anh em. Và có một nhà thì có một con Jira cầm ba tia, Jira giết ba tia trước luôn. Anh em có thể là anh em có thể thấy là con Jira mà cầm đồ phép đang được khá là nhiều người ưa chuộng anh em. Con dắt này thì không cần bắt lắm, mình nghĩ là để im thôi, chắc là để im thôi. Và anh em đép bằng bộ thủy long thì mọi người là anh em nên đép bằng con cây xe, xong rồi kẹp thêm chiến binh rồng vào như thế này này, đấy. Kiểu kiểu này, kẹp ba pháp sư vào. Xong rồi chỉ cần có tăng là được. Bây giờ round đấu này nếu mà Snowy gặp lại thanh niên 100 máu thì không biết là ai hơn ai nha. Tại vì bài Snowy cũng rất mạnh mà bài top 1 cũng rất mạnh nha. Mình muốn là hai nhà này gặp nhau thử xem nào. Gặp luôn anh em. Bài bên kia tức là cả 6 con đều nhận được cái lõi kim cương. Và bài Snowy cũng vậy, cũng là 7 con nhận được lõi kim cương. Ờ. 3 đồng đến từ cái thủy thạch này. Từ nhá, con Nila đứng cái góc này nó xài chiêu liên tục vào con Aphelios này. Ê, con Nila này ngon nha, nhưng mà không đủ đam anh em ơi. Ây da, ê đủ này, ngon. Ê, cái pha này hơi rùa rùa nhá, kiểu như là con Nila trước khi mà nó đi á thì nó đã gọi là lướt lướt đúng thời điểm đó. Đó đó anh em thấy không? Anh em thấy Snowy lại chat không? Anh em thấy vừa mới chat một cái gì đó mình không hiểu tiếng Trung nhá. Nhưng mà kiểu như là mình nghĩ là Snowy vừa mới chat là mày đi. Này thì 100 máu của chúng tôi giờ thì cút đấy kiểu vậy. Snowy tính hơi hơi gì á, nó hơi gì gì á anh em ơi, mặc dù không biết tiếng Trung nha. Đổi đồ anh em ạ, sau khi ra som thì đổi đồ rồi, tại vì con som này chắc chắn là ngon hơn con cai xe. 6 thủy long luôn, som vô thì có pháp sư luôn anh em, đang hơi bị dư một con pháp sư và đó là Vladimir, nhưng mà tạm thời thì chắc là chưa có con gì thay cho nên là vẫn để Vla thôi. Một cái xẻng ư, ui giáp chít, ui hai cái hòm vàng anh em, hai cái hòm vàng đến từ cái rau đi chợ này, một cái cốc dành cho Seraphine, một cái Nico, một cái xiển. Nếu vậy đó sẽ là ấn thủy long, mà tại vì xiển đi với lại cái găng này thì ra thủy long anh em, khá là ngon á. Đánh 9 thủy long được, lên level 8 chỉ cần kịp thêm một con thủy long nữa thôi, và đó là con dắt à, con dắt hoặc là con cây xe là đủ. Thì không biết là Snowy sẽ đánh 9 thủy long hay là đánh 6 thủy long xong rồi kịp các con 5 tiền vào. Tại vì nó có hai kiểu đánh. Đánh 9 thủy long thì mình nghĩ là cũng khỏe. Nhưng mà mình cảm giác là cái bài 6 thủy long xong rồi kịp 5 tiền vào thì nó đa dụng hơn. Tức là kịp được cả Yoi, kịp được cả bạc, nói chung là kiểu thế. Thì để xem thử xem nào. 140 thì ra một mảnh đồ đúng không? Và đó là một cái kiếm. Đồ đam thì đang hơi nhiều. À không, mà đồ đam thì lắp được cho con Nila mà anh em. Thì để mình xem thử là Snowy có lắp luôn vô cực cho Nila hay không, hay là sẽ là đập cái đai lưng xong rồi mới lắp. Tại vì nếu mà lắp cái vô cực cho con Nila trước á thì lúc sau sẽ không đập được cái đai lưng nữa, cái giáp máu ấy. Hoặc là chờ cái gỡ đồ đến từ rao kho báu đồng thần, thì chúng ta hãy cùng chờ xem. Và lõi 3 đây cho thanh niên này, 3 mảnh đồ, quyết định là lấy lõi 2 nên mà nếu vậy thì lên level 8 roll luôn. Lõi 2 này là lõi khi con tướng khi mà bộ cờ anh em chỉ có một rồng, tức là chỉ có một con som như thế này nè, thì con som này nó sẽ kết liễu những kẻ địch dưới 15% máu nếu nó trúng chiêu. Nếu vậy là 9 thủy long rồi anh em ạ. Som 2 hợp lý rồi, mình nghĩ là eco được rồi á. Hay là muốn roll cả Seraphine 2 nữa, đang khá là muốn roll đó. Nom C à. Con Soraka này ngon thế. Ê, những con Soraka này ngon quá anh em ơi. Kiểu như là nếu mà đánh 6 thủy long ấy, nếu mà có Yui có bạc á thì thay vào thì ngon, thay kịp Soraka vào các kiểu thì ngon. Nhưng mà bây giờ thì chưa có Yui với chưa có bạc thì mình nghĩ chắc là 9 thủy long chắc là ngon hơn rồi. Nó là mốc cuối mà, ở đâu mốc cuối là mốc 12 mà đúng không? Ui, có anh em nào đánh 12 thủy long chưa? Em chị cũng chưa bao giờ thấy có một người nào chơi 12 thủy long luôn, kể cả xem stream server chung hay là đánh rank server Việt hay là như nào cả, em chị chưa thấy luôn. 12 thủy long không biết là nó có thực sự là khác bọt hay không. Mùa trước thì có 12 ngọc long, em chị cũng chưa thấy ai chơi luôn. Không biết là có hay không, nhưng mà có thì chắc là có thôi, mình nghĩ là sẽ có thôi. Nhưng mà mình không có gặp ấy, thành ra mình chưa thấy bao giờ. 12 thủy long mà khó, thật sự là khó đấy. Tại vì con som này thì mất 2 slot rồi, xong rồi phải là 11 chết hả? Càng đấy, càng đấy.
Anh em nào mà có gọi là chơi thử 12 thử long, anh em có thể gọi là cho em chị xem cái hình không? Kiểu không biết là nó như thế nào. Cái ui, hai con som được xuất hiện à. Ê, có Nico nha. Có Nico đến từ gọi là cái thủy thạch này lúc sau ấy thì sẽ có thêm một cái Nico nữa, và đó sẽ là hai Nico. Một game đấu som 3 trắng. Mình cảm giác là som 3 được, tại vì cái bài đấu này bài đấu đang khá là khỏe, tức là đang win sự chích ở cái đoạn. Ui, cái nhà kia lên Jira 3 luôn rồi. Jira 3 cầm 3 tier anh em ơi. Cuồng đao chưa có, cái nhà Jira đó mà lên Jira 3 có cuồng đao nữa là khỏe đấy, khỏe hẳn luôn đấy. Bên này thì là một thanh niên đang lấy cho mình là lõi lắp kính nhắm và đang chơi cho mình là bộ cờ Hyperion Yone. Như mình đã bảo rồi, thì cứ mỗi lần mà ra lắp kính nhắm thì mình thấy là đa số các pro player người ta sẽ hướng tới bộ cờ chiến binh, đặc biệt là Yone. Yone thì dễ chơi hơn. Hyperion ở 6 ra Yone 3 thì nó dễ chơi hơn một tí. 5 con som. Nico thì hình như là ở mức 400 rồi phải. Không biết là mình nhớ chính xác hay không, tại vì mình chơi bộ này không nhiều lắm. Thì mức 400 thì sẽ ra một cái Nico. Mức của thủy thạch ấy. Một nhà đánh pháo, một nhà đánh ám long, một nhà đánh thủy long, một nhà đánh xe da hả? Ừ, một nhà đánh xe da. Hai nhà đánh xe da anh em. Thì mình nghĩ là lobby sẽ xoay quanh một số bài thôi. Tức là những bài nào khỏe thì người ta sẽ gọi là hướng tới. Tại vì ai cũng muốn đánh lên top 1 top đấu hết đó anh em. Thật ra cơ bản là mình cũng muốn thế thôi. Nhưng mà kiểu mình thấy chơi game, nếu mà đánh về game xong rồi livestream thì nó sẽ hơi nặng nề. Thật. Ý là cảm giác là nó sẽ hơi gọi là mang thiên hướng hẹt co quá, nó nặng nề quá. Cái lúc out top thì kiểu ui, lại thêm một con som nữa này. Ngon, 6 som luôn. Nếu vậy lắp luôn vô cực cùng với lại một cái áo choàng bóng tối. Nếu vậy thì con Nila này sẽ không gỡ đồ à? À, hoặc là chờ một cái gỡ đồ. Ý mình là không đập đồ. Nhưng mà nói chung là mình thấy livestream mà kiểu như là cái lúc out top ấy, tức là nếu mà gọi là mình có mục tiêu là đánh lên top 1 chẳng hạn, xong rồi cái lúc out top ấy, kiểu trừ điểm ấy, xong mình sẽ kiểu khá là khó chịu, ví dụ thế. Xong rồi kiểu livestream như thế là mình kiểu mình thấy nó sao sao ấy. Ý là thấy nó cứ kỳ kỳ. Nhà bên này thì đang đánh Bạo Long Gravit nhưng mà vẫn kịp Nila nha anh em nhá. Nila thì kết sát thủ được với lại con Rengar. Nhà này thì lõi khá là kinh, như là mình đã phân tích từ hồi nãy rồi, lõi cực kỳ kinh luôn. Lõi ba này thì nó hơi không liên quan lắm một tí, nhưng mà nó tăng cũng được một gọi là một tí tỷ lệ chí mạng. À đúng rồi, gỡ đồ ra được từ cái thủy thạch mà mình quên đó anh em ơi. Tại vì mình đánh thủy long ít quá, kiểu mình nhìn ra cái gì thì mình nói cái đó thôi. Ui, hai con vô y ngon thế nhờ. Ê, hai con vô y này mà Nico vô y 2 cũng hơi tiếc, tại vì con som 3 thật sự là khác biệt luôn. Không biết là Snowy có muốn hướng tới con vô y này hay không. Nếu mà vô y này nếu mà giữ lại á, nếu mà muốn đánh gọi là chính thủy long thì có thể thay con Silas. Còn nếu mà muốn gọi là kẹp được kẻ này kẻ kia ấy, kẻ mấy con linh tinh ấy, thì đảo bên rồi anh em ơi. Đảo bên né cái nhà ban thế ông để bên trái rồi, hợp lý này. Nhưng mà bị mất cốc anh em ạ. Còn nếu mà muốn kẹp con Yoi này mà form bài 6 thủy long cũng được, mình nghĩ là cũng được. Ui, con Jira nhà kia bị con Nila này focus thẳng từ đầu luôn, xong đi luôn anh em. Con Nila này mình thấy sếp cũng ngon phết chứ. Ui, kiếm súng ngon thế. Kiếm súng cho con xong luôn anh em. Ừ, hợp lý, đồ đẹp quá. Bây giờ round này thì không biết là Snowy mua hướng tới cái gì. Mình nghĩ là chắc là chờ xem thử nó ra đồ gì thôi. Có đồ ngon là chọn liền luôn á. Vẫn giữ lại hai con vô y nhá anh em nhá. Quyền trượng hả? Quyền trượng có muốn lấy không? Mình thấy quyền trượng cho con xong cũng được. Nhưng mà cái cung này sẽ hơi thừa, hai cung sẽ hơi thừa, nó vậy sẽ là đập cung á. À, hay là đại bác nhờ? Hay là đại bác cho con ấy? Hay là đập một cái cung không? Mình nghĩ là đập một cái cung không? Nếu mà ra diệt hay ra quyền năng thì cho con Nila cầm luôn. Còn nếu mà ra đai lưng thì là một cái thông đạo cho tăng luôn nhờ. Tại vì đại bác thì mình không biết là đập rồi anh em ạ. Cung xanh à, cung xanh không ngon không? Cung xanh Nila à? Ừ, cũng được. Nhưng mà mình cảm giác là mấy con mà sát thủ á, cảm giác nhá, là nó cầm vô cực với lại bàn tay ấy, thì kiểu nó sẽ chiến luôn. Nhưng mà chắc là cái pha đó nếu mà đập nữa thì nó hơi hên xui một tí. Ui, thiếu một con là som 3 này anh em.
Ron S vậy sao nó quay. Mình nghĩ là song bay thì chắc chắn là lên được rồi. Tại vì để mình xem nhá. Để mình xem cái tỷ lệ của Thượng Long nhá. Mọi người chờ mình chút nha. Đây. Thượng Long. Ở đâu? Cái này là Thượng Long mà. Thủy Long. Thủy Long ra Nico là 400 anh em ạ. Mốc 400 nhá anh em nhá, 400 thủy thạch đấy. Cho nên là bây giờ cứ ngồi chờ thôi, mình cũng chả cần phải gọi là roll để ra được con som sớm đâu. Nếu mà bài cứ deep được thì vẫn cứ deep thôi, xong rồi cứ chờ cho nó lên 400 thôi đi. Tại vì đằng này cũng lên được rồi mà nhờ. Nhưng mà nếu mà lên được som 3 thì deep máu ngon. Với lại đẩy lobby tốt. Nhưng mà nếu mà thắng thì Nila này hay có roll không? Tại vì đôi Nila ngon quá. Đôi Nila này mà lên 2 sao thì cũng là ngon luôn đó chứ. Đang chờ này. Đang chỉ vô cái số thủy thạch và đang hướng tới gọi là 400 số này à, đang muốn roll là đang suy nghĩ là không biết là có nên roll hay không. Tất nhiên là roll nếu mà lên 2 sao thì cũng ngon. Roll rồi này. Và đó là lá Silas 2. Chờ xíu mà lấy miếng nước ấy, mình khát nước quá. À đây nè. Chờ xíu mà. Rengar bút đồ hả? Sao lại lắp cho con Rengar này bút đồ nhỉ anh em nhỉ? Tại vì thường thường á, đánh bọn Bạo Long này á thì người ta sẽ hạn chế lắp bút đồ nhất có thể. Tại vì khi mà lắp bút đồ ấy thì cái con Bạo Long nó sẽ là full đồ đúng không? Thì khi mà hiến tế á, thì cái con Bạo Long nó sẽ không nhận được đồ. Thành ra là mình cảm giác là bị thọt một đồ. Đấy. Và cái bút đồ này nhiều khi chưa chắc là nó đã gọi là random đồ ngon nữa. Tầm này mình nghĩ là Snowy đang muốn hướng eco tiền ấy. Để gọi là có thể một là lên được level 9, tức là vừa xong 3 vừa level 9. Còn hai á thì sẽ là cố, nếu mà đánh phong bài như thế này thì chắc là cố Nila 3. Nila 3 nữa, không biết là lobby này có ai chơi hay không. Nhưng mà tại vì lúc đầu nãy thấy bán vô y rồi thì chắc chắn là phong bài này đi lên thôi. Chỉ có thể là 9 Thủy Long như này thôi, nếu mà lên được 9 thì kịp được con bạc. Kiểu vậy á. Thì chắc là eco mọi người. Bên kia là một quả đấu Huyền Long, có cho mình là ấn Huyền Long luôn, hình như là tám Huyền Long như vậy. Tại vì có cả Yone, có cả Yasuo, có cả Leona thì hình như là tám Huyền Long anh em ơi. Không biết là Huyền Long gì nữa. Ngập bóng nhưng không mạnh lắm thì phải. À mà hình như là Riot hình như là có chỉnh cơ chế rồi, tức là gặp bóng thì nó mạnh như là gặp người luôn. Còn ở mùa trước á thì gặp bóng thì nó sẽ gọi là có một số tộc hệ nó không có được kích hoạt. Ví dụ như là Chiến Minh Rồng của mùa trước thì khi mà anh em gặp bóng của nhà Chiến Minh Rồng á thì cái con Chiến Minh Rồng nó không có được thêm máu, thêm sức mạnh phép thuật. Còn mùa này thì nó giống nhau rồi. Cho nên là ai gặp bóng thì nó cũng giống thế thôi, hình như là không yếu hơn rồi vậy. Hình như là thế. Cái nhà 43 máu anh em thấy kinh không? Đầu game eco trắng. Xong rồi 3.2 lên level 9, 3.2 nhá, lên level 9 xong bắt lại. Xong rồi bây giờ 43 máu. Kinh vậy. Đấy đấy cái nhà này eco trắng này, xong rồi có cái lõi vây trúng thưởng đấy, roll kẻ Jira 3 này. Mình thấy bài ban là một bài mạnh đấy. Dạo này mình đang spam hơi nhiều á. Nhưng mà ban đánh khỏe, mình thấy ban đánh khá ok. Kiểu dễ chơi. Nhưng mà dạo này bài ban nó đang hơi bị gọi là như nào nhỉ? Bị trùng tướng hơi nhiều ấy. Tại vì cái bài Seraphim bị người ta đánh hơi nhiều. Thành ra là họ bắt những con Seraphim hay là những con Jira ban theo ông khá nhiều. Đấy. Thành ra là mình đánh bộ ban theo ông nhiều khi mình roll lại không ra tướng á chứ. Nhà bên kia thì level 7 50 tiền đang hướng lên level 8 rồi. Một con vô y được rớt ra từ mốc 350. Đây là mốc rớt ra tướng 5 tiền anh em nhớ, cái này thì hên xui. Ui ngon chưa. Con som đứng đây trưởng trưởng chéo góc ngon chưa. Nila còn tàng hình nha anh em nhớ, còn tàng hình nhá. Lướt hay. Som 8.000 đêm. Nila 2 này hợp lý này, đấy anh em thấy không? Tức là kiểu như là đánh Thủy Long ấy, nếu mà mình mà biết gọi là những cái stat tiếp theo của cái thủy thạch nó ra cho mình cái gì á thì mình có thể là không vội. Mình có thể là hướng tới một cái top cao hơn. Dễ dụ nha. Dễ dụ khi là một người chơi mà đánh Thủy Long không nhiều, họ không biết là ở mốc 400 có Nico thì có thể là cái lúc mà nãy giờ ấy là họ đã roll cái con som này cạn tiền rồi để gọi là ra som 3 thì tất nhiên là ra som 3 thì mạnh thì nó mạnh đúng không? Nhưng mà nhiều khi á, ví dụ như là mình biết là mốc 400 nó ra Nico thì mình eco lại tiền, tại vì bài mình cũng đâu có phải là bài ít máu đâu mà mình vội đúng không? Thì
con Somba này là chắc chắn là trong tầm tay rồi, lên 400 mình chắc chắn là Somba rồi, thì mình sẽ để cái tiền đó, cái tiền mà roll Somba á, mình lên 9 đó, ví dụ vậy. Cho nên nhiều khi mình nghĩ là mấy cái mốc mốc này mình nên thuộc á, chứ cũng không hẳn là cái game này kiểu bảo là game hên xui thì tất nhiên là nó cũng có tỷ lệ, có tỷ lệ hên hên xui, nhưng mà cái người mà họ kiểu nắm được gọi là như nào nhỉ, họ nắm được một số thứ trong cái game ấy thì họ sẽ dễ làm chủ cái game này hơn, ý là họ sẽ dễ đánh vào top này kia hơn. Ví dụ như là nhiều khi mình bảo là sao cái ông này cứ đánh vào top hoài vậy, sao roll đây con này 2 sao ngon thế, nhưng mà ví dụ như là họ eco hay chẳng hạn, ví dụ như họ ra nhiều tiền chẳng hạn, họ bán tướng tích, họ bán tướng tích lợi tức ngon đó, một ra Nico này, thì không biết là game này Snowy có muốn Nico sau này liền luôn hay không, tại vì cảm giác là bài Snowy đang khá nhiều tiền, nếu mà Nico sau này lên 3 á, mà lên 9 á, thì là chỉ là dừng ở đó thôi, còn nếu mà tham vọng hơn nữa thì có thể gọi là Nico rồi, thì có thể gọi là như nào nhờ, hướng tới một cái gì đó nữa không, ví dụ như Nila 3 chẳng hạn, kiểu vẫn là roll ở level 8 này, xong mình Nila 3, nhưng mà tất nhiên là như này thì nó an toàn hơn anh em. Ui, Terra 2 level 9. Ê, anh em nhìn cái lobby này kiểu như là bốn cái nhà phía trên là bốn nhà rất nhiều máu và bài kiểu khá là kinh khủng á, 8 huyễn long, xong rồi lại còn Terra 3 sao, ở cái gì Terra 2 sao, rồi Terra huyễn long luôn, hồ nó ác. Nhưng mà huyễn long gì nhỉ? Cái huyễn long này nó hơi gọi là nó không có thể hiện ra, thành ra là mình không biết là huyễn long gì. Ui, som ba xém thua này anh em. Nhưng mà con som cái lúc mà nó lên được chiêu 3 thì nó hơi mạnh anh em ơi. Nhưng mà xém thua nhá, kiểu cái nhà huyễn long kia cũng kinh cơ. Toàn những bài meta thôi á. Bạo long, thủy long, huyễn long với lại ám long. Cứ cái nào có long long là mạnh anh em ơi. Cái nhà này sắp Gravis 3 này, nhà này thiếu hai con là lên Gravis 3 này. Bắt đầu là thấy có một cái đối trọng là ê, cái ông kia cũng 6 con Sifen nha. Cái lobby này không biết là có lên được 3 sao hay không, nhưng mà cảm giác là máu mấy con này đang hơi nhiều. Cho nên là nếu mà Snowy mà muốn đánh an toàn thì mình nghĩ là nên ôm tướng. Đây này, nhà này 6 con Sifen với lại ui, 7 con Banthe ông à. Tại vì có con Banthe ông ở ngoài. À, nhà này có vé trúng thưởng bảo sao roll kinh á. Ui mà nhìn kinh nhờ. Cái bà ông này trông mạnh phết đó chứ đùa đâu. Ấn gì á, ấn đấu sĩ à. Lõi đầu ra ấn đấu sĩ xong rồi đánh 4 đấu sĩ. Ui con som nó chưởng kìa. Con som nó chưởng ác thiệt chứ. 450 ra cái gì á. Ra một mảnh đồ lẻ à. Nếu vậy là mũ phù thủy luôn cho Jerry. Ui nguyên nhà đau quá, đau quá, đau quá. Nhà kia thì vẫn đang hốt cho mình là một con Gray 3 sao. Cho nên anh chàng này vẫn không bán con Gray cầm 2 kiếm ở ngoài sân. Đang roll cho mình là một cái gì đó và con tướng kịp vào đầu tiên nó là Rakan. Nila, ui từ từ nhá, hai Nila 2 được nha. Ôm luôn Gray này anh em. Snowy ôm luôn Gray này. Cái ông Snowy này nhá, khi mà bị người ta ôm tướng á thì binh nhà người ta. Hôm bữa mình có xem một game. Bữa mình có xem một game thì kiểu như là cái lúc mà người ta ôm tướng của mình á thì binh thì bảo là ông này ôm tướng của mình này kia, nhưng mà tới khi người ta sắp lên 3 sao người ta lại ôm tướng của người ta. Áo thật đấy. Có qua mà không có lại à. Ui giàu thế. Mấy đồng đấy? 8 đồng. 8 đồng là phần quà ở mốc 480. Ông này còn 21 máu rồi, có đi luôn không vậy? 21 máu thì chắc là chưa đâu đúng không? 6 chấm mà. Ui đau quá, đau quá. Đau quá anh em ơi. Nói chung là những người chơi này mình nghĩ là đang chờ tới ra đi chợ này sẽ bắt luôn á. Không biết là có rau rồng thần si fan hay là ban thế ông. Ui ban thế ông này, ban thế ông là nhà kia có 8 ban thế ông nhá. Và thanh niên nó cũng lấy được ban thơ ông luôn, tại vì nó ngay trước mặt luôn. Và Snowy có muốn nhặt cho mình là một con Nila để lên Nila 3 sao không? Có anh em ạ. Các người chơi đều đang nhặt được những thứ mà họ cần. Nhà huyễn long thì cũng nhặt được ấn huyễn long. Nhà này sắp lên Nila 3 thì cũng nhặt được Nila. Nhà kia thì cũng nhặt được ban thơ ông luôn. Có muốn drone hay không đây? Chuẩn bị gặp cho mình là bộ cờ huyễn long với lại địa long anh em ạ. Mình nghĩ là rao này nên roll á, nên roll để ôm tướng á, nếu mà kiểu mà muốn chơi hẹp top 1 ấy. Ý là không biết là nhà kia nó mà lên 3 sao thì có khỏe. Ê đây này, bạn thân ông 3 này anh em. Không biết là lên 3 sao thì có kiểu gọi là ăn được hay không. Nhưng mà nói chung là nếu ôm thì nó an toàn hơn.
nhưng mà tạm thời chưa roll, đang muốn gọi là để dành tiền để ôn in cho mình là con Nidalee. Gặp bài đấu bên này né được chiếu nhá, nhà bên kia chiếu trái nhưng mà Snowy đảo được anh em ạ. Bùm. Ui, con Yasuo. Ê, con Yasuo trưởng tính quá, kiểu nó xoáy tính quá anh em ơi. Con đề gia trưởng thì hơi ngu rồi. Thua 2 chết à. Bên này ban theo ông ba lo được anh em ơi. Nhà bên kia thì đang thiếu cho mình một con Gravit để lên Gravit 3, hơi đen một tí. Cái bốc đồ được rớt ra ở mốc 500. Đập đồ Yeri à. Và nó là một cái thú tượng cùng với lại một cái dây chuyền chuộc tội. Dây chuyền chuộc tội này thì sẽ cho con Seraphim. Tại vì cái dây chuyền chuộc tội nó sẽ tạo ra một cái vùng gọi là giảm sát thương nhận vào ấy. Và Snowy muốn là... Ui, Seafan 3 à. Seafan 3 bán theo ông 3 à. Từ từ nhá. Không biết ông này bị cái gì đấy. Mới ông này bị căng thẳng à. Số bài gớm vậy được. Thì cái dây chuyền chuộc tội này nó sẽ giúp cho con... con Som này chụp được lâu hơn. Và thanh niên Seafan 3 cùng với lại bán theo ông 3 này đang ngập bóng của Snowy. Và ở dưới thì thêm cả con Jiraba nữa. Đây là một bộ cờ mẹ vàng à. Nhưng mà mình thấy nhá, con Banthe ông ba thì mạnh đấy, nhưng mà con Seafan 3 thì nó hơi cùi cùi sao á. Cảm giác là cái mùa này con Seafan 3 nó hơi không mạnh lắm. Nhưng mà con ba này mạnh nha, chưa biết ai hơn ai nha. Nhà kêu thu nguyên nhà đi rồi anh em ơi. Nếu vậy cuộc chơi chỉ còn lại là Snowy với lại cái nhà Eco trắng lúc đầu thôi. Anh em thấy người ta đang Eco trắng kinh không? Bán hết tướng cái kiểu 3.2 lên roll ra gì đánh đó, đồ ra gì đánh đó nè. Nila này, thấy một con Nila 3 này anh em. Cố lên. Và đây sẽ là một cuộc chạm chán giữa hai vị thần ư. Nhà kia đi rồi cho nên là roll ra Gray hơi nhiều. Yoi, Soraka 2. Soraka 2 thay con Dianel. Có cần thiết không? Chưa ra anh em ơi, đang sợ ôm tướng, đang sợ nhà kia ôm tướng cho nên là quyết định là roll từ trong ra quán này khá nhiều. Sẽ tích lại cho mình là 10 tiền thôi, hợp lý rồi. Tầm này chắc là roll tiếp. Cái show dinh này thì cho ai đây? Đây Anna nữa này, 7 chấm rồi anh em. 7 chấm nếu mà đấm nguyên nhà là nhà kia đi luôn đấy. Nhưng mà không biết là có gọi là thắng được hay không, nhà bên kia cũng mạnh đấy. Nila vừa bán cho mình là số đấy. Ôi đây rồi, Nila 3 sao anh em ơi. Những đồng tiền cuối cùng kịp Diana vào để kích hoạt sát thủ. Nhà bên kia cũng bắt đầu gọi là form lại bà rồi. Cái lúc nãy thì sau khi lên những cái con tướng này 3 sao ấy thì ông kia kiểu bán hơi nhiều tướng để gọi là lên được 3 sao. Còn bây giờ thì có ra quái để gọi là sắp xếp lại lượng tướng rồi. Và tạm thời thì đang là 4 đấu sĩ cùng với lại 2 chiến binh, 2 bí ẩn luôn. Và đây sẽ là cuộc chạm chán của những vị thần. Seafan thì ram đụng đồ không quá đẹp nhưng mà cắn thẳng vào con Nila. Nhưng mà Nila này có tàn hình anh em. Con Nila này chơi đùa với Lobby à. Tàn hình xong nhảy khó chịu nhờ. Ê, con Seafan đần quá. Con Seafan yếu quá anh em ơi. Seafan 3 sao thì đi. Sojin thì không lắp à. Chấp nguyên cái Sojin luôn, vẫn thắng luôn. Tầm này bài Thủy Long 500 stack kinh quá. 500 stack kiểu thêm nhiều đồ quá. Với lại đột biến quá, cái bộ Thủy Long này là một trong những bộ mà mình thấy là đột biến nhất trong cái mùa này. Ghép luôn Sojin cùng lại đai lưng cho con Diana rồi. Có muốn đảo bài hay không đây? Bên kia có chiếu nha. Đang cố tình gọi là đảo bài nhưng mà đảo... À, đảo ngược lại. Đảo trái rồi, đảo phải. Nhưng mà có vẻ như là chiếu chỉ trúng con Nila thôi. Jira sẽ chói vào đâu đây? Jira chói hàng trên, nếu mà con Som được tự do chơi game này. Ui, con Nila nó lướt kìa. Ui, nhìn kìa, anh ấy nhìn con Nila nó lướt kìa. Uầy, kinh nhờ, con Nila bị cái gì đấy. Nila 19.000 đem anh em. Ác me nhờ. Ok, nếu vậy thì chúng ta sẽ có một cái nhìn sơ bộ về cái bộ Thủy Long này. Nếu mà chúng ta gọi là biết cách mốc Thủy Long nó ra cái gì thì chúng ta có thể gọi là hướng tới một cái top 1 kỹ càng hơn. Thì dễ dụ như là game này mình roll con Som 3 xong mà dừng lại thì có khi là thua nhà kia. Tại vì nhà kia tới tận có 2 con tướng 8 tiền 3 sao và 4 tiền 3 sao lận. Và bây giờ bài Snowy cũng đang là như thế, cho nên là hai bài nó cân bằng nhau. Nhưng mà thật ra là bài Thủy Long thì bài mạnh hơn. Và chúc anh em có một gọi là buổi tối vui vẻ. Và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo. Bye bye. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem đến đây của video. Đừng quên để lại cho mình một like, một nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những buổi stream và những video xịn sò tiếp theo nhé. Goodbye.